Trại bò Tư Chiến chào khách, hôm nay là ngày 24, trưa 24 tháng 12 năm 2022. Bò em trực tiếp lên xe giao cho anh chị khách này ở Đất Đỏ, Vũng Tàu. Bò chuẩn bị lên xe. Chốt xong lô bò, bắt kem và đi kem. Bò chuẩn bị lên xe. Bò em đi về trại liên tục. Bò bê kem, hấp kem. Ngày mai tiếp tục em về xe nữa là gồm có bò bê kem, hấp kem. Cô chú anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đến trại xem cùng tham khảo, xem xét cái chuồng bò em có xe nhà giao tận nơi cho anh chị. Bắt nguyên cái lô bò, hấp kem ba bi con, bi kem, bò chuẩn bị lên xe. Cái lô này, bò bỏ đi, mấy đây? Hãy subscribe.
Lên cổ quay tới. Rồi vô mở dây ghế đi. Rồi đẩy lên. Mở lên ngón kìa. Nghĩ bỏ lại nha, nghĩ nha. Nghĩ lại đi. Rồi hết rồi. Còn nữa chứ.